Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho tất cả anh em tham gia chương trình này góp nhận 5 tóc cần tin. Tóc cần 5 tóc cần tin này thì có thể là bằng 0.02 ETH các bạn, từ một cái sàn tin Fallacy Swap các bạn, một sàn mới các bạn. Rồi để tham gia vào game này bằng clip phần mô tả, mở Telegram ra bấm nút chữ tab nha các bạn. Thì cái sàn tin này các bạn vào xem website nha các bạn. Rồi bấm cho này góp một tin bằng 1 USDT. Con này nó chạy trên nền tảng Bet20 BNB Smart Chain nha các bạn. Rồi. Bắn ra. Cái này y chứ. INKGWA. Cặp trà khó quá các bạn. 4GB. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join kênh group kênh seller nha các bạn. Bạn join chào nè các bạn. Cái này khá là ngon, các bạn cố gắng làm nha các bạn. Rồi bấm đắp lên các bạn. Rồi các bạn join tiếp kênh seller nè các bạn. Twitter thì các bạn like và follow tweet and like nha các bạn. Rồi các bạn theo dõi nè các bạn. Rồi các bạn chờ nó lót dáng chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn like nè các bạn. Các bạn tweet lại nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại nha các bạn. Rồi visit on website thì các bạn nhấp vào website các bạn xem qua nha các bạn. Đây là cái sàn tin swap hồi nãy các bạn. Rồi sàn tin này các bạn. Rồi tiếp tục thì visit on website. Tin swap nè, có locket nè các bạn. Để bullshit. Rồi các bạn ghi vậy cơ. G-Snim swap app tin by. Rồi các bạn chờ một chút xíu nha các bạn. Lock wallet. Nó ghi mình connect các bạn. Rồi các bạn mới đắp lại nha các bạn. Rồi các bạn bấm submit detail nữa các bạn. Rồi bấm run nha các bạn. Rồi các bạn gửi đường link blog file Twitter của mình nha các bạn. Các bạn mở Twitter ra nó. Các bạn nhập vào ba chữ gạch, nhập vào hồ sơ nữa các bạn. Để chia sẻ các bạn. Rồi các bạn sao chép nhau 28 nha các bạn. Rồi gọi là cho bot nè. Tiếp tục thì điền địa chỉ email các bạn. Tiếp tục các bạn điền địa chỉ email của mình nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gọi địa chỉ với BNB Smart Chain Bet20 trên chocolate nha các bạn. Thì các bạn gọi địa chỉ với chocolate cho mình ra nè. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn gỡ bot nha các bạn.
sao nó nhảy tào lao hoài từ. Đây các bạn, chờ mình chút nha các bạn. Rồi mình gửi cho bot nha các bạn. Rồi bấm done. Follow the Twitch and like the review bot. Và nhập vào Twitter này. Và nhập phần thêm cái bài dự án của nó các bạn. Rồi các bạn like nè các bạn. Các bạn tự quét lại nè. Đây nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào Z. Rồi các bạn lấy tin ghép mình chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tục cặn nha các bạn. Vậy video này kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo của mình nhé.